Term 70, Real Estate Appraisal Firms. Real estate appraisal firms are companies that employ or contract with real estate appraisers to provide property valuation services. These firms offer professional estimates of a property's market value for various purposes. Thuật ngữ số 70, công ty định giá bất động sản. Các công ty định giá bất động sản là các công ty thuê hoặc ký hợp đồng với các thẩm định viên bất động sản để cung cấp dịch vụ định giá tài sản. Các công ty này đưa ra những ước tính chuyên nghiệp về giá trị thị trường của bất động sản, phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau.